may mắn nối tiếp may mắn, phúc lộc tràn ngập đầy nhà nữ mệnh Quý Sửu 1973, năm 2023, giàu có rủng rỉnh, làm một hưởng 10, tươi cười sung sướng, nhà lầu tậu xe sang. Lộc Phát Tử Vi xin kính chào quý vị khán thính giả thân yêu đã và đang theo dõi chương trình. Quý vị thân mến, một năm mới đến với ta, kéo theo đó là cả trăm nỗi lo, cơm áo gạo tiền. Lo sao khi con cái đã khôn lớn, biết lấy đâu tiền để lo việc ăn học của con cái, rồi tiền đi xin việc, tiền lấy vợ gả chồng. Trong khi sức khỏe ta ngày càng một yếu đi, kinh tế lại khó khăn, công việc bấp bênh mà mấy khoản nợ cũng đang chồng chất, lãi mẹ đẻ lãi con. Dường như ông trời đang quay lưng lại với cuộc đời của nhiều người vậy, khiến người ta cằn cỗi mưu sinh vất vả đã bao năm mà vẫn tay trắng không có gì. Thế nhưng ai khổ thì khổ, chứ riêng nữ mệnh tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, bước sang năm Quý Mão 2023 gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Việc của bản mệnh chính là tận dụng cơ hội trời ban để làm ăn, tấn tới, gỡ gạc lại tất cả những thứ mà những tháng trước bạn đã bỏ lỡ. Vậy từng phương diện sẽ có điểm thuận lợi, may mắn như thế nào? Nếu gặp điểm xui xẻo thì cần hóa giải ra sao? Nếu muốn hành sự việc lớn thì cần chú ý điều gì? Ngay bây giờ hãy cùng với Lộc Phát Tử Vi đi tìm hiểu ngay quý vị nhé! Con trâu là hình ảnh đại diện cho người tuổi Sửu trong hàng 12 con giáp. Con trâu hành động tuy chậm nhưng lại có tính kiên trì, chịu khó, nên người tuổi Sửu cũng có đặc điểm này. Dù người khác có nói gì hay xung quanh khó khăn thế nào, thì họ cũng sẽ làm từng bước một theo tốc độ của riêng mình mà không cần quan tâm miệng lưỡi thế gian, miễn là hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì người này đã suy nghĩ từ từ trước khi thực hiện, và đôi khi suy nghĩ về việc đó trong thời gian dài sẽ khiến người khác cảm thấy hành động đó quá chậm. Trong công việc, khi phải đưa ra quyết định, những người cầm tinh con trâu luôn cân nhắc kỹ càng và chắc chắn, ít khi bị mắc sai lầm. Bởi vậy, người tuổi Sửu luôn nhận được sự tin tưởng của mọi người. Tuy nhiên, trong những trường hợp cần phải có tính quyết đoán, những người này thường xuyên bị tuột mất cơ hội. Họ cần phải nỗ lực chăm chỉ, học hỏi hơn nữa mới có thể đạt được thành công. Những người tuổi Sửu luôn đặt ra nguyên tắc cho cuộc sống của mình. Tuổi này đặt yêu cầu cao cho những mối quan hệ, người thân xung quanh, và đôi khi điều đó lại gây phiền phức cho những người khác. Người tuổi Sửu được rất nhiều người yêu quý bởi do tính thật thà, chân thành, luôn đưa ra những lời khuyên mà bạn cảm thấy tốt nhất cho những người đang gặp khó khăn. Người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973, mệnh tàng đố mộc. Những người này luôn khéo léo trong giao tiếp. Bởi vậy, họ xây dựng được nhiều mối quan hệ khác nhau trong xã hội và được mọi người yêu quý. Người tuổi Quý Sửu có lập trường riêng của bản thân mình, nhưng lại không hề bảo thủ. Ngược lại, những người tuổi Sửu mệnh mộc sẵn sàng tiếp thu, học hỏi những kinh nghiệm và kiến thức của người khác. Người tuổi Quý Sửu nhìn cuộc sống bằng con mắt hiện thực, biết những điều mình nên làm để đạt được thành công. Tuổi Quý Sửu có tấm lòng bao dung, họ sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của người khác gây ra cho mình. Theo âm lịch, năm 2023 có mệnh kim, cụ thể là kim bạch kim, tức là vàng pha bạc. Cuộc sống của người tuổi Quý Sửu 1973 sẽ tràn ngập những trải nghiệm mới mẻ trong năm 2023 sắp tới. Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 năm 2023 được coi không được tốt cho lắm. Vận trình của người tuổi này có thiên can năm và thiên can tuổi cùng tọa Tý Thủy, thiên tài đồng vượng. Địa chi Sửu Thổ và Quý Sửu Mộc tương khắc, lại tọa Thái Tuế Quý Sửu Mộc thiên quan, tạo thành cục diện thiên quan hóa tài cục. Từ bố cục trên có thể đánh giá vận khí cung mạng chịu Thái Tuế Quý Sửu Mộc khắc chế, nên bản mạng không được giúp đỡ nhiều,
lại còn gây áp lực lên bạn. Đối với người tuổi Sửu sẽ không có lợi cho vận tiền bạc, khiến bạn kiếm tiền tương đối vất vả. Sự nghiệp của tuổi Sửu ít có cơ hội thăng tiến, quan hệ với cấp trên khá nhạt nhẽo, nhưng cũng không nên phản ứng thái quá. Nếu không, bạn sẽ dễ bị ganh ghét, trừng phạt. Tiếp nữa là không nên đánh bạc, chơi trò đỏ đen hay tham gia những chương trình đầu tư mạo hiểm, khiến cho bản thân bị tổn thất nhiều. Đặc biệt, còn phải đề phòng các thể loại lừa gạt, lừa đảo về tiền. Tử vi tuổi Quý Sửu 1973 năm 2023 nữ mạng, có quẻ mệnh là Càn, gặp sao Ngũ Hoàng bay vào cung mệnh. Mọi chuyện tương đối khó khăn, bởi Ngũ Hoàng là một trong những hung tinh xấu nhất. Nó đại diện cho tai nạn bất ngờ, thương vong, họa hạn. Phàm những người nào có cửa chính, cửa sổ, chỗ ngồi làm việc, phòng ngủ hay bếp mà có Ngũ Hoàng bay tới thì cần thận trọng. Người tuổi Quý Sửu mạng tang đố mộc, khắc chế sao hạn Ngũ Hoàng, nên cũng có thể hạn chế bớt phần nào hung hãn của nó. 1. Thông tin cơ bản của nữ mệnh tuổi Quý Sửu năm 2023. Năm sinh 1973, tuổi âm lịch 51, cầm tinh con trâu, vận niên trừ phùng hỏa, tức heo bị lửa, sao hạn sao La Hầu, hạn Diêm Vương, kim lâu phạm kim lâu tử, hại con cái, tam tai không phạm tam tai, hoang ốc phạm hoang ốc. 2. Chi tiết tử vi năm 2023 của nữ mệnh Quý Sửu. 1. Xem tử vi năm 2023 Quý Sửu nữ mạng theo can chi ngũ hành. Xét về thiên can, quý gặp quý bình hòa, cuộc sống bình ổn, ít chịu tác động từ bên ngoài, sống vui vẻ hay buồn bực, tự do, bản thân định đoạt. Xét về địa chi, Sửu gặp Quý Sửu bình hòa, báo hiệu một năm khá thuận lợi, có không ít quý nhân phù trợ. Xét về ngũ hành, đương số mệnh mộc gặp năm kim bị khắc chế, tiền bạc có mất mát, gia đạo bất ổn, đa phần phải suy tư cho người bề dưới. Tiểu kết, vận khí của nữ mạng Quý Sửu sinh năm 1973 trong năm 2023 nhìn chung ít biến động bất lợi, mọi thứ diễn ra bình hòa, mưu sự cũng có quý nhân tương trợ. Tuy nhiên, do ngũ hành xung khắc nên tiền bạc có phần thất thoát ngoài dự tính, gia đạo dễ có xung đột. 2. Xem tử vi Quý Sửu năm 2023 nữ mạng theo sao hạn. Theo sao chiếu mệnh, sao La Hầu. La Hầu nghe tưởng ví vang, tháng riêng tai ách giữa đàng phải mang, tháng 7 bệnh tật lan tràn, cầu trời khấn Phật rõ ràng mới yên. Đây là hung tinh, với nữ giới có phần tác động nhẹ hơn là nam giới. Gặp sao này chiếu trong năm 2023, tuổi Quý Sửu nữ mạng cần ăn nói giữ mồm giữ miệng, tránh dính dáng đến pháp luật, cửa quan, gây khẩu thiệt, chuyện thị phi, tai ương, ốm đau bệnh tật, tai nạn, gây hao tổn tiền bạc. Theo niên hạn Diêm Vương, Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản nạn chắc là mạng vong. Diêm Vương thừa kiện kỵ ngay, phải phòng mà giữ động dày văn thư. Hạn này chủ yếu gây bất lợi về sức khỏe thể chất cũng như tinh thần, cần hết sức lưu ý vấn đề đi lại, tham gia giao thông, đề phòng tai nạn bất ngờ. Ngoài ra, trong năm có thể có tin buồn tang chế từ họ hàng xa đưa tới. Tiểu kết, hung tinh xuất hiện nhắc nhở người này nên ăn nói cẩn thận, giữ mồm giữ mình để không làm ảnh hưởng tới các mối quan hệ xã giao sẵn có, hoặc tự rước thị phi khiến bản thân thua thiệt. Trong năm, bạn cũng cần chú ý vấn đề sức khỏe, nuôi dưỡng sức khỏe thể chất cũng như tinh thần, chú ý đi đứng cẩn thận. 3. Xem tử vi năm 2023 tuổi Quý Sửu nữ mạng theo vận niên. Sang năm 2023, nữ mạng Quý Sửu gặp vận niên trừ phùng hỏa, tức heo gặp lửa, heo quay, mức độ tốt vừa. Heo quay làm vật hy sinh cho người khác được ngon miệng,
nhưng bản thân lại chịu thiệt thòi. Vậy mỗi khi làm việc cho người ta, phải suy nghĩ cho chín chắn rồi hãy làm, kẻo mang hại cho chính mình. Ý thức được điều này thì làm gì cũng dễ thành công. Vận niên này khá tốt về tình cảm, gia đạo hài hòa, ít xảy ra xung đột lớn. Cuối năm có thể đón hỷ tín trong nhà. Xem vận hạn tuổi Quý Sửu năm 2023 nữ mạng theo tuổi âm. Tam tai năm 2023. Nữ mạng Quý Sửu không phạm tam tai năm 2023. Tốt cho quá trình mở mang thêm công việc. Kim Lâu năm 2023. Tuổi Quý Sửu phạm Kim Lâu Tử. Tức nếu đứng tên lo xây dựng nhà cửa hoặc chuyện của hậu bối thì dễ hại đến con cái trong nhà. Hoàng Ốc năm 2023. Năm 2023, nếu tiến hành làm nhà, tuổi Quý Sửu sẽ phạm Hoàng Ốc, nên tránh. Tiểu kết, trong năm 2023, bản mệnh có thể tự tin mở mang thêm công việc, kinh doanh bởi không gặp vận hạn nào đáng ngại. Tuy nhiên, hạn Kim Lâu nhắc nhở con giáp này chớ nên đứng tên xây dựng nhà cửa hay lo việc đại sự cho con cháu. 3. Đánh giá tổng quan và cụ thể trên 4 phương diện năm 2023 của nữ mệnh Quý Sửu. Xét trên tổng điểm 18, tuổi Quý Sửu nữ mạng đạt 6 trên 18 phần hợp với năm Quý Sửu 2023, mức độ tương hợp trung bình. Kết luận, nhìn chung, năm 2023 là một năm bình hòa. Bản mệnh ít điều phải lo lắng muộn phiền, nhưng cũng chưa thật sự được khởi sắc như mong đợi. Bạn nên hài lòng với những gì mình đang có, chờ đợi cơ hội thích hợp hơn để trở mình. Đừng quá nóng vội, kẻo lợi bất cập hại. Cụ thể, 4 phương diện như sau. Về công việc, công việc trong năm duy trì tình trạng ổn định. Bản mệnh cứ chăm chỉ, làm hết bổn phận và nhiệm vụ của mình thì không có gì phải lo lắng. Quý nhân cũng sẽ xuất hiện đúng lúc để dẫn dắt bạn đi đúng hướng. Về tiền bạc, tài chính trong năm có khoản ra khoản vào, cần quản lý chi tiêu chặt chẽ và tập trung tích lũy hơn là mải mê chạy đi đầu tư. Bạn cũng nên đề phòng bị kẻ gian lợi dụng, dụ dỗ để lừa gạt tiền bạc. Về tình duyên, những người tuổi Quý Sửu sẽ có cuộc sống hôn nhân khá ổn định. Mặc dù sẽ vẫn xuất hiện mâu thuẫn và xung đột, nhưng quan hệ của cả hai lại trở nên gần gũi hơn sau những lần tranh cãi. Có điều, thiên can của thái tuế và bản mạng đều là đào hoa tinh kiếp. Nghĩa là, dù nam hay nữ, thì người này sẽ vẫn xuất hiện nạn người thứ ba quấy rối. Đó sẽ là kẻ địch lớn nhất dành cho đoạn tình cảm của bạn. Gia đạo đôi khi có xảy ra xung khắc, bản mệnh nên là người đứng ra hòa giải hoặc phân định vấn đề rõ ràng để tháo gỡ khúc mắc. Đôi khi có thể phiền lòng về chuyện con cái. Những lúc như vậy có thể chia sẻ với bạn đời để cùng tìm cách giải quyết. Về sức khỏe, về mặt sức khỏe, do người sinh năm 1973 chịu mộc khí khắc chế, thủy khí đồng vượng, thiếu kim, nên người tuổi Quý Sửu cần lưu ý tới mặt sức khỏe liên quan đến phổi. Ví dụ như bệnh về da, bệnh về gan hay cảm mạo cũng sẽ dễ dàng xuất hiện. Ngoài ra, do thiên tài đồng vượng, nó cũng ngụ ý các tổn thương liên quan đến việc say rượu hoặc sẽ xuất hiện vài phần phẫu thuật ngoại khoa. Trong năm, bạn nên khống chế cảm xúc của mình, tránh để có xung đột với mọi người xung quanh. Sức khỏe tuy không gặp vấn đề bất lợi nào quá nghiêm trọng, nhưng ở tuổi này bạn cũng nên quan tâm hơn tới vấn đề khí huyết, rèn luyện thể dục điều độ để nâng cao thể chất. 4. Cách hóa giải vận hạn năm 2023 cho người tuổi Quý Sửu sinh năm 1973. Việc hóa giải sau hạn không phải là ngăn chặn điều xấu không xảy ra, mà nó chỉ có thể làm giảm phần nào tai ương, đen đủi, chuyển từ nặng sang nhẹ mà thôi. Cách hóa giải sau La Hầu năm 2023. Cách cúng lễ: La Hầu tránh thất kiến hung tai,
mùng 8 ngày cúng cờ nay màu vàng. Đèn thời chín ngọn rõ ràng, lại về hướng Bắc, Ngọc Hoàng chứng cho. La Hầu là hung tinh rất mạnh, tuổi Quý Sửu nữ mạng, đầu năm nên cúng dâng sao giải hạn, cầu an hoặc cúng giải sao vào ngày mùng 8 âm lịch, lúc 21 giờ đến 23 giờ, thắp 9 ngọn đèn hướng Bắc làm lễ. Bài vị dùng giấy vàng và ghi Thiên cung thần thủ La Hầu tinh quân, rồi khấn cung thỉnh Thiên đình bảo thủ cung đại thánh, thân thủ La Hầu tinh quân vị tiền. Bài văn khấn giải hạn sau La Hầu năm 2023 đầy đủ. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Con lạy chín phương trời, mười phương chư Phật, chư Phật mười phương. Nam mô Hiệu Thiên Chí Tôn Kim Quyết, Ngọc Hoàng Thượng Đế. Con kính lạy Đức Trung Thiên Tinh Chúa Bắc Cực, Tử Vi Tràng Sinh Đại Đế. Con kính lạy Ngài Tả Nam Tào, Lục Ti Duyên Thọ Tinh Quân. Con kính lạy Đức Hữu Bắc Đầu, Cửu Hàm, Giải Ách Tinh Quân. Con kính lạy Đức Thiên Cung Thần Thủ La Hầu, Đức Tinh Quân. Con kính lạy Đức Thượng Thanh Bản Mệnh Nguyên Thần Chân Quân. Tín chủ con là: hôm nay là ngày, tháng, năm. Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, thiết lập linh án tại địa chỉ để làm lễ giải hạn sau La Hầu chiếu mệnh. Cúi mong chư vị chấp kỳ lễ bạc, phù hộ độ trì, giải trừ vận hạn, ban phúc lộc thọ cho chúng con gặp mọi sự lành, tránh mọi sự dữ, gia nội bình yên, an khang thịnh vượng. Tín chủ con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Hóa giải sao La Hầu theo phong thủy năm 2023. Đồ phong thủy: sao La Hầu là sao thuộc hành kim, có thể sử dụng những vật phẩm phong thủy thuộc hành thủy để khắc chế, giảm bớt những tai họa xui xẻo có thể xảy ra. Mệnh chủ nên dùng những đồ vật hay mặc trang phục màu đen, màu xám, màu xanh biển. Cũng có thể sử dụng vật phẩm phong thủy làm từ đá thạch anh đen, thạch anh khói, thạch anh tóc đen, mã não xanh dương, sapphire. Về tinh thần, luôn nhắc nhở bản thân hành sự cẩn trọng, kiểm soát tốt cảm xúc sẽ tránh được họa thị phi, kiện tụng trong năm 2023. Ngoài ra, đừng buôn chuyện mà nói xấu, đặt điều cho người khác. Cũng đừng vì danh vọng mà bất chấp, nên suy nghĩ kỹ trước khi nói, khi làm. Về cách hành sự, đừng bao giờ có ý định dùng tiền bạc để đổi lấy danh lợi, đi hối lộ, đổi trác công danh, tiền tình. Đừng đồng lõa với những kẻ xấu bụng làm chuyện gian ác, kẻo sẽ nhận hậu quả khôn lường. Tích cực làm việc thiện, làm nhiều việc tốt, việc thiện giúp đỡ mọi người, xã hội, thường xuyên phóng sinh, dần già tai ương sẽ tan biến. Cách hóa giải hạn Diêm Vương năm 2023. Hạn Diêm Vương chủ yếu gây hại về sức khỏe, đặc biệt xấu với trường hợp người bệnh, đau ốm và phụ nữ mang thai. Để hóa giải vận xấu, gia chủ nên với người đau ốm, bệnh tật, chủ động nhận biết mức độ căn bệnh của mình thế nào để thăm khám, điều trị kịp thời. Cần chủ động khám và điều trị đúng khoa học, tránh nghe lời người khác uống thuốc dân gian. Điều này gây ảnh hưởng rất lớn đến bệnh tình, không may nguy hiểm đến tính mạng. Với người khỏe mạnh, cần có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi và luyện tập thể thao hợp lý. Như vậy, cơ thể mới được duy trì ở trạng thái ổn định, đề phòng bệnh tật mỗi khi trái gió trở trời. Về tâm linh, để tích thêm phúc đức cho bản thân, đương số nên làm nhiều việc thiện, sống phúc hậu, cho đi mà không cần nhận lại. 5. Vận trình 12 tháng năm 2023. Tháng 1 âm lịch, tuổi Quý Sửu tháng này trong sự nghiệp sẽ bị đồng nghiệp tính toán tranh giành, anh em bạn bè lợi dụng, nên không có lợi thế lớn trong mọi phương diện. Nó cũng chi phối đến việc khiến cho bản mệnh hay cạnh tranh, giành giật,
nhưng vẫn bị thua thiệt lợi ích của mình. Có thể thấy, những con giáp tuổi Quý Sửu tháng này đều có xu hướng không hài hòa về mặt cảm xúc và khả năng chịu đựng quá kém. Tháng 2 âm lịch, tuổi Quý Sửu tháng này sẽ gặp được những thuận lợi nhất định trong sự nghiệp. Bản mệnh mạnh mẽ và chủ động hơn trong việc tiếp nhận và xử lý các đầu việc khó nhằn. Sự tự tin thể hiện của bạn cũng khiến cho mọi người đều tin tưởng. Các kế hoạch sẽ được quý nhân nâng đỡ cho. Vận tài lộc được cải thiện khá khá. Tuy nhiên tháng này, mộc khí quá vượng, mặt sức khỏe cần đề phòng mô cơ, tiêu hóa khó chịu, đôi khi hô hấp không tốt lắm. Ngoài ra, trong vận tình cảm, cần biết bao dung, thông cảm cho đối phương. Nếu không, các mối quan hệ sẽ khó mà lành lại được. Tháng 3 âm lịch, những người tuổi Quý Sửu nhờ có bạn bè anh em hỗ trợ mà tài vận được cải thiện rất nhiều. Nhưng để cạnh tranh, họ cũng bỏ ra không ít tiền của, có dấu hiệu tăng chi vì anh em bạn bè. Hãy lý trí và chi tiêu có kế hoạch hơn và biết chọn lựa đối tác tiềm năng phù hợp cho các dự án hợp tác của mình. Tháng 4 âm lịch, trong tài vận lại có lợi lộc về tay nhờ được quý nhân thiên vị. Điều này cũng đòi hỏi những người tuổi Quý Sửu phải biết suy trước tính sau, làm gì cũng phải cẩn thận từng bước một, phát huy tài hoa của mình thì mới gặt hái được thành quả tốt. Tháng 5 âm lịch, người tuổi Quý Sửu cũng có ưu thế đào hoa trong tháng này. Họ sẽ gặp được người chân thành và đối xử tốt với mình. Nhưng điều đó cũng khiến cho bạn tiêu tốn không ít tâm tư và sức lực. Một số người lại có cảm giác gò bó, khó chịu và bức bối trong chuyện tình cảm của mình. Tháng 6 âm lịch, dự báo tháng này, tuổi Quý Sửu có nhân duyên rất tốt đẹp. Bạn sẽ gặp được nhiều người trợ giúp rất tốt cho tài vận của mình. Thiên tài cũng sẽ giúp cho lĩnh vực hợp tác và đầu tư gặp nhiều may mắn. Việc kinh doanh và hạng mục bất động sản cũng mang đến lời lãi dư dôi. Mặc dù tài vận vẫn sẽ có mặt hạn chế là bị quản lý, không thể thăng hoa phát triển hết mức được, nhưng ít nhiều cũng mang đến lợi nhuận. Riêng nam mạng sẽ thu hút nhiều sự chú ý từ người khác phái hơn hẳn. Tháng 7 âm lịch, nhìn chung vận mệnh của bạn vẫn khá tốt trong phương diện sự nghiệp. Cụ thể, tuổi Quý Sửu tháng này sẽ thu lợi trong các lĩnh vực hợp tác, tốt cho phía chính chủ và các hạng mục bí mật. Đồng thời, các đối thủ cạnh tranh của bạn tháng này cũng suy yếu đi, tạo bước đệm để bản mệnh tỏa sáng. Tuy nhiên, bản mệnh cũng sẽ phải tiêu tốn một khoản phí nhất định cho sự nghiệp và học tập. Không nên so đo được mất nhất thời, hãy mạnh dạn đầu tư cho cái lợi lâu dài về sau. Tháng 8 âm lịch, dự báo tháng này làm việc gì cũng không được như ý, sẽ bị chống đối, trở mặt hoặc ràng buộc quá mức. Bởi thế nên bản mệnh không nên vi phạm hay đối đầu với các cơ quan pháp luật. Đặc biệt, càng không nên dây dưa đến những thành phần trẻ tuổi mà bất hảo. Tháng 8 âm cũng không phải là thời điểm tốt để tin vào sự may mắn trong tiền bạc. Vận thiên tài xuống thấp, bởi thế nên phải kiềm chế bản thân thật tốt, kẻo bị lòng tham khống chế. Tháng 9 âm lịch, vận trình sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sẽ vô cùng suôn sẻ. Ngồi không cũng có tiền tiêu, dễ thu lợi nhuận từ các dự án bất động sản, nhưng vẫn có cạnh tranh đáng kể, hoặc mất đi một phần lợi ích của mình vì của anh em và bạn bè. Ngoài ra, bạn cũng có thể được quý nhân dẫn dắt sự nghiệp, có quan hệ hài hòa với sếp. Trong vận tình cảm, tháng này bản mệnh cũng có mối quan hệ tốt với người khác phái. Nam nữ rất đào hoa, nếu chăm chỉ hơn nữa sẽ có cơ hội được tình cảm. Tháng 10 âm lịch, sự nghiệp tuổi Quý Sửu sẽ đạt được cơ hội tốt, lợi cho việc hợp tác, thi cử, nhậm chức, thăng chức, nhưng cũng phải cạnh tranh khá vất vả. Bản thân bạn phải linh hoạt và chủ động hơn nữa, nếu không sẽ mất đi nhiều lợi ích và cơ hội đáng giá.
tháng 11 âm lịch. Dự báo tháng này, vận đào hoa của bản mệnh khá tốt. Họ dễ gặp được những người tinh tế, khéo léo và tính cách tốt đẹp, thông minh. Cơ hội thoát kiếp độc thân của bạn là rất lớn. Tuy nhiên, tháng này, những người cầm tinh châu có thể phạm phải một số sai trái, dễ xảy ra tranh chấp vì quyền lợi. Bạn cũng có thể nhận được một số cơ hội trong sự nghiệp trong tháng này, nhưng tuyệt đối không được làm điều gì trái với quy định. Nếu không, sẽ dễ tiềm ẩn những nguy hiểm khôn lường. Tháng 12 âm lịch, tuổi Quý Sửu sẽ gặp được một số cơ hội trong công việc tháng này, nhưng đối thủ quá mạnh nên khiến bạn cũng cần phải dè chừng. Về mặt tài vận, nên tránh đầu tư, không nên tham gia vào các dự án bất động sản. Khi gặp thời cơ, tốt nhất là nên hành động trước, đề phòng anh em, bạn bè không đáng tin cậy, mang lại thiệt hại hoặc giành giật lợi ích. Phong thủy cải vận cho nữ mệnh Quý Sửu năm 2023. Cuộc sống ngày càng phát triển, con người càng sung túc, đủ đầy. Bên cạnh việc chi tiêu, nhu cầu dành dụm, cất trữ cũng được đặt ra, và những chiếc kết sắt ra đời là để phục vụ những mục đích ấy. Kết sắt là nơi cất trữ, tiết kiệm tiền của, vàng bạc và những giấy tờ quan trọng, sổ hộ khẩu, bằng lái xe, hợp đồng có giá trị. Do đó, đây là một vật dụng có ý nghĩa rất quan trọng. Biết chọn vị trí đặt kết sắt hợp phong thủy đã tốt. Biết cách đặt vật phẩm phong thủy cạnh kết sắt để tăng cường tài khí lại càng tốt hơn. Điều này sẽ giúp gia chủ làm ăn tấn tới, kinh doanh phát tài, tiền bạc đổ về túi ầm ầm. Dưới đây là ba bảo vật đặt kết sắt mà nhà nào cũng nên sở hữu. Bảo vật số 1, tỳ hưu. Tỳ hưu được dùng như vật phẩm phong thủy hóa sát, có thể giúp chủ nhân tránh được những hung khí, tà ma, giúp hóa giữ thành lành, đem đến vận may và bình an cho cả gia đình người sử dụng. Tỳ hưu chuyên ăn vàng bạc, châu báu, ăn vào là không nhả ra. Do không có hậu môn nên ý nghĩa của nó là để chiêu tài lộc. Tùy vào màu sắc, tỳ hưu sẽ mang lại những ý nghĩa khác nhau. Cụ thể như sau: màu đen, chiêu tài, phát lộc, giúp việc làm ăn luôn gặp may mắn. Màu trắng, bảo trợ sức khỏe, giúp gia đình ấm êm, hạnh phúc. Màu xanh, công danh khởi sắc, sự nghiệp lên cao như diều gặp gió. Màu vàng, đại cát đại lợi, mọi chuyện đều suôn sẻ như ý muốn. Bảo vật số 2, tiền xu phong thủy, là một trong những bảo vật đặt kết sắt hợp phía thần tài. Tiền xu phong thủy được xem là biểu tượng cho nguồn của cải, vật chất, tiền bạc và tài lộc trong gia đình. Chính vì thế, vật phẩm này được rất nhiều người ưa chuộng và sử dụng phổ biến hàng ngày. Người ta tin rằng tiền xu, đặc biệt là loại tiền xu hoa mai 10 cánh liền, rất hợp với kết sắt. Nó sẽ sinh ra vượng khí tốt lành cho gia chủ. Cát khí của nó không chỉ tốt cho tài lộc mà còn mang lại nhiều điều may mắn cho công việc, từng bước nâng cao sự nghiệp và thành công trong cuộc sống. Ngoài ra, tiền xu cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc giải trừ các nguồn năng lượng xấu tiêu cực, sát khí, tiểu nhân, mâu thuẫn, trấn yểm hung khí, mang đến tài lộc hưng vượng. Do đó, từ xa xưa đến nay, tiền xu phong thủy luôn là một pháp khí có rất nhiều công năng quan trọng. Bảo vật số 3, thiềm thư. Thiềm thư còn được gọi là cốc ngậm tiền, cốc ba chân, cốc vàng phong thủy, cốc chiêu tài, cốc tài lộc. Trong truyền thuyết, cốc ngậm tiền được mô tả là có thể phun ra của cải và chỉ sống ở những nơi có sự giàu có. Nó rất nhạy cảm với các mùi của sự giàu có. Thức ăn chủ yếu của thiềm thư gồm vàng, bạc, đá quý. Vì thế, dân gian tin rằng nó xuất hiện ở nơi nào thì nơi đó sẽ có nhiều vàng bạc, trở nên giàu có. Theo phong thủy, thiềm thư là linh vật quan trọng để thu hút mạnh mẽ tài lộc và thịnh vượng cho gia chủ. Thiềm thư là biểu tượng của đại cát,
cực kỳ hợp vía thần tài, giúp mang lại tài lộc vô lượng, công danh khởi sắc, gia đạo ấm êm. Đặt thiềm thừ cạnh kết sắt, mắt hướng vào trong sẽ giúp bảo vệ gia sản, không bị thất thoát. Thậm chí trong kinh doanh, ngày càng sinh lời, lãi mẹ đẻ lãi con. Không chỉ có tác dụng thu hút tiền tài và sự bảo vệ, thiềm thừ còn giúp gia chủ xua đuổi các hung tinh quấy phá, biến nguy thành an, gặp dữ hóa lành. Quý vị thân mến, thói đời chúng ta hay thích làm thân với người giàu có. Cái thói mà chúng ta hay mỉa mai rằng thấy người sang bắt quàng làm họ. Thậm chí có kẻ cứ thấy ai giàu là xu nịnh, bợ đỡ, sẵn sàng lao vào giúp họ việc này việc kia, vì tin rằng sẽ có ngày họ giúp mình. Những việc này họ làm đều có chủ tâm là họ muốn thu lợi từ người giàu, cho rằng người giàu là quý nhân cuộc đời. Nhưng họ đâu biết rằng giúp đỡ kẻ nghèo khó còn tạo phước nhiều gấp trăm nghìn lần việc họ đang làm. Ví dụ như bạn giúp người nghèo có 20.000 để họ có thể có bữa trưa hay bữa tối no bụng sẽ vô cùng đáng quý. Nhưng cũng với 20.000 ấy bạn đưa cho người giàu thì họ chẳng hề xem trọng. Khi hiểu rõ về lợi ích bố thí, cúng dường, bạn cũng sẽ hiểu vì sao lễ vật của hoàng hậu không bằng muối của người nghèo. Vì thế, khi giúp đỡ người nghèo, hãy thực hiện bằng cái tâm, bằng sự thấu hiểu, chứ không phải đồ nào mình thừa, quần áo bị rách hay đầm dự tiệc lộng lẫy cũng dùng đi quyên góp trong loạt đồ từ thiện gửi cho người già, phụ nữ và trẻ em ở những nơi khó khăn. Quả là thiếu thực tế, thiếu tôn trọng họ. Có người khi tuyệt vọng, khi vào đường cùng, được bạn cho bát cơm, chai nước. Sau này khi họ thành công, nhất định sẽ không quên lòng tốt của bạn ngày đó. Thậm chí họ sẽ có thể quay lại giúp đỡ bạn. Có thể những người nghèo đó không có gì để cảm ơn bạn, nhưng trong thâm tâm họ sẽ luôn nhớ đến bạn và biết ơn bạn. Lòng tốt của bạn nếu để đúng chỗ sẽ phát huy nội lực trăm nghìn lần so với những gì bạn từng tưởng tượng. Đừng chê việc thiện nhỏ không làm, không có nhỏ thì sao có lớn. Hãy cứ cẩn mẫn tích lũy dần những việc thiện lành. Vừa hết nghiệp ác của quá khứ là quả thiện sẽ về. Trên đây, Lộc Phát Tử Vi đã gửi tới quý vị đầy đủ vận trình, vận mệnh, cuộc đời tuổi Quý Sửu 1973, nữ mạng trong năm 2023. Hy vọng rằng thông tin này hữu ích với bạn và người thân. Xin chào và hẹn gặp lại ở các chương trình sau.